Nhật Tây Audio. Kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi ha. Thưa anh chị, thì hôm nay Nhật Tây đang tiến hành test cái con loa bắt đôi tủ đứng công suất lớn cho khách hàng ở Bình Dương ha anh chị. Thì Nhật Tây trước khi test thì sẽ trước khi bàn giao sẽ test lại kỹ cho khách hàng để tránh khỏi những cái gọi là lên đó thì sử dụng không có được này kia đó. Thì Nhật Tây sẽ test trước để mọi thứ ok hết rồi Nhật Tây sẽ đó tiến hành giao hàng đến cho khách hàng ha anh chị. Sản phẩm này thì Nhật Tây đã có review rồi, nếu mà anh chị nào chúng ta chưa xem á thì vui lòng tra trên YouTube với từ khóa là NT532. Cái bản review chi tiết thì nó cũng khoảng là tầm mười mấy phút đó anh chị ha. Thì trong video này chỉ tiến hành là test nhanh thôi. Cũng nói sơ lại cho anh chị biết là loa này thì nó được trang bị với hai bát 40 và hai chép anh chị ha. Còn với nhiều phân khúc giá khác nhau, loại rẻ nhất thì chỉ từ là 5,5 triệu thôi. Còn loại tốt hơn thì nó có loại 6,5 triệu, 7,5 triệu nè, 8,5 triệu, 10 triệu ha anh chị. 10 triệu là loại tốt nhất nha. Còn trước mắt anh chị đây thì Nhật Tây đang test cái con loa có giá là 7,5 triệu ha anh chị, có giá là 7,5 triệu. Rồi mời anh chị và các bạn chúng ta cùng xem là với cái con 7,5 triệu này nó cho âm thanh có hay hay không ha. Nó vẫn được trang bị cho mình hai micro kim loại mà, nhưng mà kim loại micro tốt, loại tốt ha anh chị ha. Còn ở đây thì được trang bị với bình ắc quy bên trong là bình 20, còn bo mạch công suất thì nó nằm ở đằng sau này đó. Thì nói sơ qua như vậy thôi chứ không có nói chi tiết lại nữa. Ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc cho anh chị và các bạn chúng ta nghe ha. Này người tình ơi, cho anh xin được đưa đón em. Ngày ngày bên em, ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Test cái nhạc của nó cho anh chị chúng ta nghe rồi ha anh chị. Đây chỉ là tiến hành test nhạc lại cho khách thôi. Anh chị nào muốn quan tâm chi tiết thì vui lòng nhìn dưới phần mô tả có một cái đường link
dẫn đến cái sản phẩm này với bản review chi tiết ha. Như tay để rất là rõ là bản review chi tiết loa kéo NT532 Pro, loa kéo bass đôi 40 tụ đứng công suất lớn ha. Rồi thì anh chị nào có mua hàng một lần nữa vui lòng liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại 0797 989 656, hoặc là đến tại địa chỉ của chúng tôi ở số 85 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những bản review tiếp theo. Bye bye.